Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry khám phá. Đối với nhiều người, chủng tộc thượng đẳng không phải là một khái niệm quá xa lạ. Ở châu Âu, có một bộ phận người tự cho mình cái quyền xếp chủng tộc da trắng tóc vàng lên trên đầu các dân tộc khác, như người Do Thái, người gốc Nga, người châu Phi da đen và những nhóm người gốc Á còn lại. Dù hòa bình đã được thiết lập lại trên toàn lãnh thổ lục địa già xuyên suốt 78 năm qua, nhưng hiện nay, đâu đó vẫn còn tàn dư của luồng tư tưởng người da trắng châu Âu phải là số 1, và ở lĩnh vực thể thao cũng không phải ngoại lệ. Ở kỳ World Cup 2022 vừa qua trên đất Qatar, chúng ta chứng kiến một kỳ đại hội thể thao khác biệt, thậm chí có thể sẽ là dị biệt. Nó là kỳ World Cup đầu tiên, nhưng cũng có thể sẽ là duy nhất trong một khoảng thời gian rất dài nữa, được tổ chức vào mùa đông, buộc nhiều giải đấu vô địch quốc gia châu Âu phải tạm ngừng giữa chừng. Thế nhưng dị biệt hơn nữa, nó còn là giải đấu vô địch thế giới đầu tiên mà các tranh luận nổ ra dữ dội với các va đập mãnh liệt của nhiều hệ giá trị, của phương Tây và phương Đông, của thần quyền Ả Rập và một thế giới tự do, của dân chủ Âu Mỹ luôn tự hào mình là kẻ khai hóa. Cái nền của sự va đập đó, hoàn hảo thay, lại là một cuộc chiến khốc liệt ở Ukraine, nơi thật giả phân tranh lẫn lộn. Hành động kỳ lạ của các cầu thủ đội tuyển Đức trong trận đấu. Chắc hẳn cả thế giới vẫn chưa quên những hành động kỳ lạ của đội tuyển Đức trong kỳ World Cup diễn ra trên đất Qatar chưa đầy một năm trước. Trong trận ra quân đầu tiên vào ngày 23 tháng 11 trước đối thủ Nhật Bản, đội hình xuất phát của đội tuyển Đức đồng loạt che miệng, thể hiện thái độ phản đối chuyện đội trưởng của các đội bóng không được phép đeo chiếc băng tay One Love khi ra sân. Chiếc băng này sử dụng 6 màu trong lá cờ cầu vồng đại diện cho cộng đồng LGBT và mang ý nghĩa là chống mọi hành vi phân biệt đối xử. Thế nhưng, những quốc gia Hồi giáo như Qatar thì không công nhận cộng đồng LGBT và coi đồng tính là bất hợp pháp. Và hành động che miệng của tuyển Đức mang ý nghĩa bày tỏ rằng họ phản đối điều này và họ đang bị tước mất quyền tự do lên tiếng của con người trên chính đất nước Hồi giáo này. Người châu Âu thì vẫn luôn tự hào với nền văn minh của họ. Họ tự hào là những kẻ dân chủ tự do và bình đẳng. Đó là lý do họ cho rằng những luật lệ của người Hồi giáo đang quá khắt khe. Thế nhưng, có phải chính sự tự do ấy cũng đang biến người da trắng trở thành những kẻ ích kỷ và tiêu chuẩn kép khi luôn giao giảng về bình đẳng mà lại quên mất rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng cần phải tôn trọng nền văn hóa của một quốc gia, nhất là một quốc gia sở tại ở World Cup. Việc tôn trọng phong tục, văn hóa và tôn giáo của nước sở tại cũng giống như tôn trọng luật pháp và các giá trị truyền thống ở xã hội nước bạn. Hơn nữa, người châu Âu thì luôn nói rằng họ đang hướng tới một thế giới với một nền thể thao mà ở nơi đó chính trị không được phép can thiệp vào. Thế nhưng, hành động che miệng phản đối của tuyển Đức lại giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào những giá trị mà họ đang tự hào. Người da trắng luôn miệng nói thể thao phi chính trị, nhưng hãy nhìn xem, chính bản thân họ đã đưa chính trị vào giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh và khiến nó trở nên kịch cỡm như thế nào. Băng rôn One Love. Cùng lúc ấy, trên khán đài, ngồi bên cạnh chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino là bộ trưởng nội vụ Đức, bà Nancy Fraser, trong chiếc áo trắng khuyết tay, hiên ngang đeo chiếc băng đội trưởng ghi thông điệp One Love. Liên đoàn bóng đá thế giới không thể phạt bà Nancy được vì bà là một chính trị gia, không phải cầu thủ. Ông Infantino cũng chẳng thấy phiền mà còn tỏ ra chuyên nghiệp hơn khi không thể hiện bất kỳ một cảm xúc nào. Giới báo chí phương Tây đã gọi hành động này của bà Nancy là lên tiếng mạnh mẽ hơn những gì mà các cầu thủ tuyển Đức thể hiện dưới sân. Ở thời đại này, thật khó hiểu khi FIFA không muốn mọi người cởi mở, bày tỏ sự ủng hộ cho lòng khoan dung, đấu tranh chống lại những sự phân biệt kỳ thị. Điều đó không phù hợp với thời đại của chúng ta và không đúng đắn đối với nhân loại. Đó chính xác là lời phát biểu của bà Nancy và đã được rất nhiều người có tư duy tiến bộ ủng hộ. Xét về hoàn cảnh, thì việc đấu tranh cho một cộng đồng từ lâu đã phải chịu nhiều sự định kiến của xã hội như LGBTQ là một cuộc chiến chính nghĩa. Nó chứa đựng sự văn minh, tiến bộ và đầy áp giá trị nhân văn. Thế nhưng, nước chủ nhà Qatar lại đại diện cho một xã hội khác với những giá trị truyền thống riêng biệt, một thế giới của cộng đồng tín ngưỡng đông đảo bậc nhất hành tinh. Rõ ràng, đây là một cuộc va chạm rất mạnh giữa giá trị dập khuôn và sự khác biệt. Và khi điều này xảy ra, để giải quyết thì không chỉ bằng khẩu hiệu mà còn cần cả sự tỉnh thức khôn khéo có thể kéo dài hàng thế kỷ nữa. Bây giờ, chúng ta hãy cùng hỏi xem mất bao lâu
để mọi người đấu tranh cho việc bỏ khăn trùm đầu với phụ nữ Hồi giáo? Nếu trả lời được câu này thì mới có thể đánh giá được bản Nazi, đội tuyển Đức và thế giới phương Tây đấu tranh cho cộng đồng LGBT là đúng hay sai. Đó là một sứ mệnh không thể tìm kiếm chiến thắng trong một sớm một chiều được, và cũng không thể thực hiện theo kiểu bước vào nhà người khác và đòi lật bàn thờ gia chủ. Trong khi đó, phương Tây chưa bao giờ thống kê xem có bao nhiêu phần trăm người sống trong thế giới Ả Rập thuộc cộng đồng LGBTQ, và trong số họ thì có bao nhiêu người bị trừng phạt nặng nề bởi luật thần quyền hàng năm. Không nhiều lần, những người phương Tây thượng đẳng phải cúi đầu trước người châu Á vốn bị họ xem là chủng loài hạ đẳng, đặc biệt là trong bóng đá. Nhưng tại kỳ World Cup, những con người thường ngày vẫn dương dương tự đắc đã phải cúi đầu tận 2-3 lần. Không chỉ riêng thủ quân đội tuyển Bỉ, mà còn nhiều người hâm mộ khác cũng chỉ trích người Đức khá nhiều sau thất bại đó, rằng đá thì không lo đá. Rõ ràng, đó là hành động chưa chuẩn của những vị khách chưa biết nhập gia tùy tục. Nặng nề hơn, xã hội phương Tây lại coi đó là sự ngạo nghễ, là tính nhân quyền, là sự thượng đẳng. Hãy nhìn nước chủ nhà Qatar đi, họ đã nỗ lực hết sức để tổ chức một kỳ World Cup thành công. Vương quốc này vốn đã tự hào với những gì bản thân mình làm được và cũng sẵn sàng chấp nhận kịch bản bị loại từ sớm. Qatar ở một diễn biến trước World Cup. Còn một vấn đề nữa, trước khi World Cup khởi tranh, truyền thông phương Tây đã cáo buộc nước chủ nhà Qatar vi phạm nhân quyền với những người lao động nhập cư. Tiếp tục, họ cáo buộc Qatar là một đất nước khắc nghiệt cả về thời tiết lẫn xã hội, nên rất ít các cổ động viên dám tới xem giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Điều này đã dẫn tới việc họ phải đi thuê người nước ngoài đóng giả làm cổ động viên. Thế nhưng, khi chúng ta nhìn lên khán đài, sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì sự nhiệt tình và đông đảo của đội ngũ cổ vũ. Ví dụ, trong trận đội tuyển Anh gặp Mỹ, tất cả những ai tin vào thông tin đó sẽ phải bất ngờ. Hóa ra, người có đủ tiền để chi trả cho một chuyến đi thưởng thức bóng đá vẫn là những kẻ khôn ngoan, không để bị dẫn dụ bởi truyền thông. Có rất ít người đọc được những bài kiểm chứng sự thật như tiêu đề Fact Check How Many People Died for the Qatar World Cup đăng tải trên trang chủ của hãng tin DW của Đức. Trong bài viết đó, DW đã chỉ ra toàn bộ thông tin bêu xấu nước chủ nhà Qatar vi phạm nhân quyền đều là tin giả hoặc là cố tình dẫn dắt người đọc. Điển hình là thông tin có đến 15.000 nhân công nước ngoài thiệt mạng vì điều kiện lao động không được đảm bảo trong quá trình xây dựng các công trình phục vụ World Cup. Đó chính xác là tin giả. Con số 15.000 ấy đến từ đâu? Chính là cơ quan thống kê của chính phủ Qatar đã đưa ra con số 15.021 người nhập cư thiệt mạng ở Qatar từ năm 2010 đến 2019. Thế nhưng, qua ngoài bút của The Guardian có trụ sở tại nước Anh, đó là số người qua đời vì World Cup 2022. Hoặc có một sự thật khác, đó là tỷ lệ tử vong hàng năm ở Qatar thực tế chỉ có 1.500 người trên tổng số 2 triệu dân. Tỷ lệ này ở mức rất thấp, và chính WHO đã từng khẳng định tỷ lệ lao động nhập cư mất mạng tại Qatar còn thấp hơn trên chính quê hương của họ. Sự dẫn dắt này được quá nhiều người mù quáng, tin tưởng. Trong khi các bài viết mang tính khoa học và minh bạch kiểu như của đài DW thì lại lẩn khuất đầu đó, chìm trong làn sóng tin giả mỗi ngày. Sau tất cả, từ các khán đài của Qatar, chúng ta nhận ra được diện mạo của thế giới hôm nay rõ tới mức nào. Đó là một thế giới có thể nhân danh nhân quyền, tự do và nhiều thứ khác để đè bẹp những giá trị riêng biệt. Xã hội Hồi giáo có giá trị riêng của họ, và việc FIFA khuyến cáo các cổ động viên không mặc áo có dấu chữ thập thánh chiến vào sân vận động chính là đang tôn trọng nước chủ nhà. Đội tuyển Nga hứng chịu thiệt thòi trong mùa World Cup. Điều kỳ lạ ở đây là khi phương Tây ngoài mặt thì đều hô vang khẩu hiệu thể thao phi chính trị, nhưng rồi thì cũng chính họ đã để các mục tiêu và lợi ích quốc gia xen vào cuộc chơi bóng đá bằng đủ mọi cách, kể cả trên các phương tiện truyền thông. Thể thao là một sân chơi bình đẳng, không phân biệt màu da, sắc tộc. Vậy mà các nước FIFA lại tự cho mình cái quyền tự quyết tương lai của cả một quốc gia có chủ quyền dân tộc. Vậy thì quyền bình đẳng ở đâu trong thể thao khi mà FIFA, UEFA đã khai trừ đội tuyển Nga ra khỏi sân chơi thể thao, bất chấp nền bóng đá xứ sở Bạch Dương chẳng liên quan gì tới chính quyền Tổng thống Putin. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine được khởi động bởi những chính trị gia, được thực thi do quân đội, những người phải tuân lệnh. Thế nhưng, việc lãnh hậu quả thì lại giáng xuống đầu của mọi người, kể cả những nhà làm thể thao chân chính,
thậm chí đã có tư tưởng tiến bộ. Hơn hết, không một bất kỳ ai được phép cho mình cái quyền tự quyết định tương lai bóng đá của Nga. Thật là phi lý khi một loạt các liên đoàn như Liên đoàn đua xe thế giới FIA, Liên đoàn Ruby thế giới World Ruby, Liên đoàn khúc côn cầu thế giới IIHF, Ủy ban Paralympic quốc tế IPC đã hưởng ứng lời khuyến cáo của CIO. Theo đó, hủy bỏ một loạt các trận thi đấu điển kình, bơi lội, trượt băng, quần vợt, bóng rổ, quyền Anh của Nga, cấm các vận động viên Nga thi đấu dưới màu cờ sắc áo. Nhiều sự kiện tranh tài thể thao hàng đầu được lên lịch tổ chức tại Nga trong năm 2022 cũng lần lượt bị hủy bỏ, trong đó có Olympiad cờ vua và giải vô địch bóng chuyền nam thế giới. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã quyết định đội tuyển bóng đá nam Nga không được tham dự trận playoff tranh vé dự World Cup 2022 gặp tuyển Ba Lan. Cùng với đó là đội tuyển bóng đá nữ của nước này cũng sẽ không thể tham gia giải vô địch bóng đá nữ châu Âu. Rõ ràng là FIFA và UEFA đã vi phạm nghiêm trọng các quyền, các nguyên tắc cơ bản trong thể thao và đi ngược lại với tinh thần fair play. Theo tôn chỉ của FIFA, các liên đoàn phải duy trì thái độ trung lập trong các vấn đề chính trị và tôn giáo. Vậy mà chính họ lại đang đi ngược với chính những nguyên tắc mà mình đã đề ra. Thật chẳng khác nào là tự tát vào mặt của mình. Không chỉ thể hiện trong lĩnh vực thể thao, mà họ còn cấm vận Nga, cô lập đất nước Nga ở các lĩnh vực khác như tài chính, kinh tế, truyền thông. Điều này cho thấy, không chỉ những người dân có tư tưởng thượng đẳng, mà dường như ngay chính những nhà chính trị gia, những kẻ điều hành đất nước mới là những người châm ngòi, phát tán tư tưởng độc hại này vào sâu trong tiềm thức của một số bộ phận người dân. Dường như, chính những hành động của người da trắng châu Âu đang đi ngược lại với tư tưởng, với nền văn hóa tự do dân chủ mà họ vẫn đang rêu rao, vẫn đang tự hào trong suốt thời chiến đến thời bình. Câu chuyện bị phân biệt chủng tộc của Vinicius. Không chỉ có những hành động đáng xấu hổ như ở World Cup, sự thượng đẳng của người da trắng diễn ra không ít ở các sân chơi lớn của thể thao. Chúng ta vẫn không thể quên được cảm giác oan ức và tức tưởi của Vinicius ngay trong trận đấu ngày 21 tháng 5 năm 2023 diễn ra trên sân Mestalla, khi chàng cầu thủ 23 tuổi phải hứng chịu những lời lăng mạ, miệt thị và thậm chí là phân biệt chủng tộc đến từ phía khán đài. Khi Vinicius đi vào đường hầm, hàng chục người hướng về anh và hét lên: "Mày là một con khỉ." Báo chí thế giới sau đó đã đưa tin rất nhiều, nhưng dường như đó không phải lần đầu tiên mà sự việc như vậy diễn ra tại La Liga. Vinicius đã nói rằng phân biệt chủng tộc là điều bình thường ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. Và hơn cả, La Liga vẫn không cho thấy một hành động quyết liệt nào để hạn chế tới mức tối đa vấn đề nhạy cảm này. Tất cả những gì họ làm chỉ đơn giản là một khoản tiền phạt, và rồi đâu thì lại vào đó suốt gần 2 thập kỷ. Giải đấu này đã cho nó là điều bình thường. Cả liên đoàn cũng vậy, và đối thủ của họ thì lại càng khuyến khích điều này. Một giải đấu đại diện cho nền bóng đá của một quốc gia hàng đầu là túc cầu là để phát đi những hình ảnh về phân biệt chủng tộc. Dù biết rằng có những người Tây Ban Nha không chấp nhận hành vi này, thế nhưng ngày nay ở Brazil, Tây Ban Nha được biết tới như một đất nước của những kẻ phân biệt chủng tộc. 17 năm, một tội ác, quả thực là chuyện kỳ lạ tới mức hoang đường, nhưng nó thì thực sự đã diễn ra tại Tây Ban Nha, tại La Liga, nơi mà những Ronaldinho, Ronaldo, Messi từng thi đấu. La Liga cần phải trả giá, và Vinicius chỉ là giọt nước tràn ly cho mọi vấn đề. Đó chính là vấn nạn của sự phân biệt chủng tộc, sự kiêu ngạo và hiệu ứng đám đông đè bẹp mọi tôn chỉ về sự bình đẳng, tính tập thể và tinh thần thể thao. Ở Tây Ban Nha, nơi ít có người da màu, vấn đề này lại càng nhức nhối hơn. Làm thế nào mà một quốc gia châu Âu tươi đẹp dang rộng đôi tay chào đón chàng trai ấy như thể đó là nhà của anh ta? Nhưng rồi cũng chính đất nước này thế là đồng ý xuất khẩu ra thế giới một hình ảnh về một quốc gia phân biệt chủng tộc. Vậy trước một vấn nạn phân biệt chủng tộc mạnh mẽ như vậy, ngay cả chính quyền Tây Ban Nha cũng đã không đứng ra bảo vệ quyền lợi cho các cầu thủ vốn đại diện cho bộ mặt bóng đá của chính nước mình. Điều đó thật đáng xấu hổ và đáng bị chỉ trích khi mà chính quyền không làm tròn trách nhiệm của mình. Hành động này đại diện cho tư tưởng của một lớp người vượt lên trên một bộ phận người có tư tưởng phân biệt màu da mạnh mẽ. Tây Ban Nha đang là môi trường bóng đá bị ảnh hưởng nhất bởi vấn nạn mang tên phân biệt chủng tộc. Một câu hỏi đặt ra rằng nếu vấn nạn này không được giải quyết triệt để bởi chính quyền thì chẳng phải sẽ còn rất nhiều Vinicius nữa hay sao? Và điều đó thì thật đáng buồn khi vấn nạn phân biệt chủng tộc đã trở thành bóng ma cho một nền bóng đá. Trong quá khứ,
ngày 25 tháng 2 năm 2006 trên sân La Romareda trong cuộc đấu giữa Zaragoza với Barcelona. Samuel Neto đã phải dọa rời sân sau khi hứng chịu những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc: "Tôi không thi đấu nữa." Và còn có rất nhiều ví dụ về sự phân biệt chủng tộc trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, như Daniel Vest, Inaki William, Diakabi, Acapo, Samuel Umtiti, Marcelo, Pape Diop, Paulao và Niom, v.v. Dường như tình trạng phân biệt chủng tộc tại La Liga đã trở nên hết sức bình thường, khi mà không chỉ riêng Vinicius phải chịu những đòn tấn công phân biệt nặng nề, mà trước đó cũng đã có rất nhiều trường hợp như Vinicius. Liệu rằng người da trắng có thực sự đề cao quyền tự do dân chủ khi mà ngay chính đất nước họ đang có những hành động như tự tát vào mặt của mình? Họ kỳ thị chính những cầu thủ đã thực hiện sứ mệnh làm rạng danh lịch sử thể thao của chính nước họ. Và tới bao giờ thì tình trạng phân biệt chủng tộc mới không còn tồn tại trong thể thao nói riêng và một thế giới văn minh nói chung? Thế giới sẽ ra sao nếu tư tưởng độc hại này vẫn còn? Liệu rằng số phận của những người bị phân biệt có rơi vào thảm họa bi kịch như người Do Thái trong thế chiến 2 không? Vấn nạn phân biệt chủng tộc không chỉ riêng tại Tây Ban Nha mà còn là vấn đề của nhiều quốc gia. Hàng ngày có nhiều người thuộc các nhóm sắc tộc không phải người da trắng chịu lấy sự phỉ báng, nhục mạ, thậm chí là sự bạo lực đến từ những người mang tư tưởng độc hại. Nói về quy mô của sân cỏ xanh, không riêng gì Tây Ban Nha mà cả Anh, Pháp, Đức và rất nhiều quốc gia khác cũng đang bị ảnh hưởng, thậm chí là cản trở sự đoàn kết chỉ bởi vì sự thượng đẳng đó. Và cũng đã có các cầu thủ phải từ giã sân cỏ vì nó. Đó chính là hiện thực của Mesut Özil, người đã giã từ đội tuyển quốc gia Đức chỉ vì sự thù hằn sắc tộc mà một số cổ động viên gán lên anh sau những trận thua của đội tuyển quốc gia. Họ không chỉ mặt điểm tên những Neuer, Müller, Hummel hay bất kỳ ai khác ngoài Özil sau thành tích bết bát của tuyển Đức tại World Cup 2018. Đơn giản vì Özil có gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ, là người di cư. Trong bài báo có tựa đề Mesut Özil từ người hùng đến kẻ thù quốc gia, đăng tải ngày 19 tháng 10 năm 2018 trên trang Sports Scala, bài viết này đã mở đầu như sau: "Bạn sẽ xuống mồ như một người hùng, hoặc cũng có thể sống dài đến mức trở thành kẻ thù của cả trăm vạn người." Đó là câu chuyện của Mesut Özil, người từng vô địch World Cup cùng tuyển Đức, đã phải giã từ đội tuyển quốc gia vì nạn phân biệt chủng tộc và những công kích mà truyền thông dành cho anh. Bởi vì ai cũng có thể là nạn nhân của sự thượng đẳng xấu xí đó. Lĩnh vực nào đó mà một số người hâm mộ bất mãn thì luôn sẵn sàng tìm kiếm những lý do tầm thường nhất để đổ lỗi cho cầu thủ vì màn trình diễn kém cỏi. Từ tấn công về nguồn gốc dân tộc cho tới quan hệ quá khứ với các câu lạc bộ, người hâm mộ hiện đại và phương tiện truyền thông không hề do dự khi chỉ trích một cầu thủ vì thất bại trong bất kỳ một giải đấu nào, và họ thậm chí còn chẳng thèm báo biện cho hành động xấu xí của mình. Novak Djokovic trở thành con cừu đen của cuộc chiến thượng đẳng. Không chỉ vậy, sự thượng đẳng của người da trắng còn được thể hiện sống động và gần gũi hơn trong trận chung kết Wimbledon năm 2019. Trên sân Center Court đã luôn vỗ tay tán thưởng Federer trong suốt cả trận. Để rồi khi Nole giành chức vô địch sau cuộc đấu cân não kéo dài gần 5 tiếng, họ bắt đầu giải tán ngay trong lúc nhà vô địch người Serbia đi một vòng chụp ảnh cùng với chiếc cúp trong tay. Đó là một hành động thiếu tôn trọng và xúc phạm nặng nề đến ngôi vị vô địch của Novak Djokovic. Và nguyên nhân thật nực cười khi nó đến từ nguồn gốc và xuất thân Đông Âu của anh. Thật trớ trêu khi đó lại là một phần lý do mà anh không được lòng các khán giả và truyền thông phương Tây. Thật đáng buồn với lối suy nghĩ thượng đẳng cố hữu của khán giả phương Tây. Họ coi sự xuất hiện của một gã Đông Âu đứng trên sân và liên tiếp đánh bại thần tượng của họ là một điều gì đó khó có thể chấp nhận được. Đây quả thực là một sự thiệt thòi cho Nole khi anh luôn phải hứng chịu một sự ác cảm đến từ những khán giả của bộ môn vốn xuất thân chỉ dành cho giới quý tộc. Chính bởi sự miệt thị của khán giả phương Tây mà Nole sở hữu không ít anti-fan. Nguồn gốc xuất thân cũng như những cảm xúc quá phẫn nộ trong các trận đấu và còn nhiều lý do khác nữa mà Nole không nhận được sự yêu mến của khán giả phương Tây. Tuy Nole không mang trong mình phong cách điểm tính và lịch lãm của một quý ông thực thụ, thi đấu lãng tử hào hòa, tạo ra những pha bóng vừa tinh tế vừa đẹp mắt như Federer, hay những khối cơ bắp cuồn cuộn với một lối đánh vô cùng máu lửa và dũng mãnh như Nadal, nhưng chúng ta không thể phủ nhận tài năng quần vợt xuất sắc của Nole. Khán giả phương Tây vẫn luôn tự cho mình cái quyền tự phán xét và không công nhận tài năng
cũng như sự cố gắng nỗ lực của một tay vợt bậc nhất như Nole. Có ai quy định trong thể thao không được thể hiện cảm xúc phấn khích, hét to khi thắng trận, hay quy định không được thể hiện cảm xúc cá nhân khi thua trận? Vậy thì cớ gì mà khán giả phương Tây lại tự quy chụp, tự đưa tiêu chuẩn quý tộc hay cổ điển vào thể thao quần vợt và dìm hàng những tay quần vợt không đáp ứng tiêu chí mà họ đưa ra? Có vẻ như người da trắng châu Âu vẫn luôn thể hiện sự thượng đẳng của mình dù ở bất kỳ một phương diện nào. Nhưng chính cái sự coi thường, khinh miệt của người da trắng châu Âu lại là động lực để Novak Djokovic trở thành tay vợt vĩ đại nhất. Điều này chứng tỏ một sự thật rằng dù tư tưởng thượng đẳng của người châu Âu có mạnh mẽ tới đâu thì cũng sẽ không thể đánh bại, không thể quật ngã ý chí vươn mình của Novak Djokovic nói riêng và toàn thể những đối tượng bị phân biệt chủng tộc nói chung. Trái đất này đẹp bởi nó được tạo nên từ vô vàn sự khác biệt và đa dạng. Thế giới có thể cùng hướng tới những giá trị chung nhưng không thể giống nhau tới mức nhàm chán. Việc nhân danh nhân quyền và sử dụng truyền thông để áp đặt những quy định mang nặng yếu tố chính trị là hành vi hủy hoại văn hóa đáng lên án. Và nó không chỉ diễn ra tại Qatar mà còn xuất hiện ở khắp mọi nơi, đặc biệt là với những quốc gia nhỏ bé. Sẽ không sai khi nói rằng sự thượng đẳng của người da trắng đang thực sự giết chết thể thao.